Quan chức Andriy Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm chống thông tin sai lệch tại Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine hôm 7 tháng 11 nói rằng bản đồ Google Maps gần đây đã cập nhật nhiều ảnh chụp vệ tinh liên quan tới hạ tầng quân sự và hệ thống vũ khí của nước này. Trang tin AT dẫn lời ông Kovalenko cho biết, tuy nhiên nhờ có hành động nhanh chóng từ phía Google, nên các cơ sở quân sự và hệ thống vũ khí không còn được hiển thị, mọi thứ sẽ ổn trong tương lai. Theo tờ AT, bản đồ Google Maps vào cuối tuần trước đã làm lộ hình ảnh các cơ sở quân sự của Ukraine và khiến nhiều kênh thân với nước Nga chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Một số địa điểm cụ thể như sân bay Zuliani tại Kyiv, Ukraine đã xuất hiện hình ảnh hệ thống phòng không Patriot ở đó. Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Shine trả lời cánh báo giới hôm 7 tháng 11 giờ Washington DC nói rằng Mỹ sẽ gửi cho Ukraine khoản viện trợ trị giá 6 tỷ USD trước khi ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng. Tờ Kyiv Independent dẫn lời bà Singh cho biết Ukraine sẽ nhận 4 tỷ USD thông qua quyền rút vốn của Tổng thống và 2 tỷ USD từ sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine. Theo dữ liệu được trang web Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 21 tháng 10, Washington đã cung cấp cho Kyiv hơn 64,1 tỷ USD viện trợ quân sự kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Người mắc bệnh hiểm nghèo, hiếm nặng sẽ được chuyển thẳng cơ sở y tế tuyến trên mà không cần theo trình tự khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đó là nội dung đáng chú ý trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế đang được Bộ Y tế xây dựng. Nội dung này đã được nhiều người đồng tình bởi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh được điều trị kịp thời và giảm bớt thủ tục hành chính. Và đây sẽ là thông tin cuối của Y tế trong ngày. Bị ung thư đã di căn não, tuy nhiên bệnh nhân này chỉ được hưởng bảo hiểm y tế thanh toán 32%. Người nhà bệnh nhân cho biết trước đó trong quá trình khám tại tuyến dưới không phát hiện ra bệnh, khi lên tuyến trên mới biết bị ung thư, lúc này không xin được giấy chuyển tuyến. Phía bệnh viện thì không đồng ý, họ nói là nếu mà chuyển vào theo dạng cấp cứu thì đương nhiên sẽ được hưởng. Và vì vậy cho nên là họ không có cơ sở gì để cần phải cung cấp giấy chuyển viện. Mới nằm viện điều trị ung thư não 10 ngày, chi phí bệnh nhân này phải trả đã gần 20 triệu đồng. Trước đó, do không xin được giấy chuyển tuyến, nên bệnh nhân chấp nhận điều trị trái tuyến và chỉ được bảo hiểm y tế chi trả 40%. Tôi phải nằm viện tuyến dưới mất 2 tuần. Tôi mong muốn nhà nước là cho chúng tôi là lên thẳng các cái tuyến trên này khám, thì không bỏ lỡ cái thời gian vàng để chúng tôi chữa bệnh. Được biết, theo quy định hiện hành, với những người bệnh nặng, mặc dù nhiều tuyến cơ sở không thể điều trị được, nhưng khi người bệnh muốn lên tuyến trên thì vẫn phải quay lại các cơ sở này để xin giấy chuyển tuyến. Khi đó, bệnh nhân mới được bảo hiểm y tế chi trả từ 80 đến 100%. Chúng ta có những cái chính sách phù hợp và kịp thời cho người bệnh. Giả dụ như là chúng ta có những cái hướng mở về việc mà tầm soát, chi trả bảo hiểm y tế cho người bệnh, hoặc là chúng ta phân tuyến và có những cái quy định phân tuyến cho nó đúng cái mã ICD, hoặc là phân tuyến cho đúng cái mức độ bệnh để làm sao mà người bệnh lên tuyến trên nó kịp thời. Trước thực tế này, để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế, đặc biệt là với các bệnh nhân nặng được tạo điều kiện thuận lợi khi lên tuyến trên điều trị, mới đây trong dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế đang được Bộ Y tế xây dựng, cơ quan này đã có những đề xuất nhằm giảm các thủ tục, đảm bảo quyền lợi của người dân. Trong đó, Bộ Y tế đề xuất người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm, bệnh nặng sẽ được chuyển thẳng cơ sở y tế tuyến trên mà không cần theo trình tự khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Một số những cái bệnh ung thư mà năng lực ở tuyến dưới chưa điều trị được thì chúng tôi cũng đã đề nghị sửa cái quy định để là trong những cái trường hợp đặc thù như thế thì người bệnh sau khi được chẩn đoán điều trị thì có thể lên tuyến trên để điều trị và được hưởng các cái chi phí khám bệnh chữa bệnh đúng tuyến. Ở đây là chúng ta tạo điều kiện thông thoáng về thủ tục khám chữa bệnh, tức là họ được lên luôn thì họ giảm cái thời gian phải chờ đợi, phải điều trị ở tuyến dưới, phải chuyển tuyến và lại tiết kiệm được những cái chi phí trùng lặp
cho quỹ bảo hiểm y tế do phải khám ở tuyến dưới rồi mới chuyển lên tuyến trên. Cũng theo bà Trang, việc bỏ giấy chuyển tuyến đối với những bệnh nặng là việc cần thiết vì vừa thuận lợi cho người bệnh, vừa tránh phát sinh khám bệnh trùng lặp. Đây cũng là điều mà nhiều bệnh nhân rất mong ngóng để họ giảm gánh nặng về kinh tế và yên tâm hơn khi điều trị. Tuy nhiên, việc này cũng cần phải được giám sát chặt chẽ bởi nếu không sẽ khiến quá tải cho các bệnh viện tuyến dưới. Từ đầu tháng 10 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội yêu cầu học sinh không được sử dụng điện thoại di động, các thiết bị thu phát sóng khi đang học tập trên lớp, trừ trường hợp phục vụ cho việc học tập và được giáo viên cho phép. Mặc dù bước đầu nhiều học sinh cũng đưa ra phản ứng của mình với việc không được sử dụng điện thoại ở trường học, thế nhưng mà quy định này cũng đang dần tạo ra những chuyển biến tích cực trong môi trường học đường. Những ngày gần đây, công việc của một lớp trưởng như Bảo Linh vào đầu mỗi tiết học sẽ là thu điện thoại của các bạn vào giỏ và cất trong tủ giáo viên. Tan học, Linh sẽ trả lại cho các bạn. Trong trường hợp cần liên lạc gấp, em hỗ trợ các bạn lấy lại điện thoại. Công việc này khi mới thực hiện, em cũng gặp phải nhiều phản ứng của các bạn cùng lớp. Còn một nhóm thì vẫn chưa thực sự đồng ý, nhưng mà em nghĩ là cái điều đấy thì các bạn nên khắc phục và thay đổi ý kiến cá nhân để có thể góp phần tạo nên một tiết học thú vị. Với học sinh trung học phổ thông, các em cho biết dù việc không dùng điện thoại khi đến lớp có nhiều mặt tích cực, song các em cũng có nhiều thông tin kiến thức bài học cần phải tra cứu trên mạng. Các cái hoạt động nhóm hay là phải thuyết trình các thứ thì đều phải sử dụng điện thoại để có thể tra cứu tài liệu học tập. Bọn em thường xuyên là phải sử dụng điện thoại ở trên trường, trong các tiết học mà các thầy cô cho phép, hoặc là về nhà em vẫn phải nghiên cứu ở trên mạng. Dù mỗi người một lý lẽ, thế nhưng chỉ sau một tuần nghiêm túc thực hiện quy định, các em cũng đã dần quen với việc không dùng điện thoại trong giờ học. Thông thường bọn em bị phụ thuộc quá nhiều vào điện thoại. Giờ ra chơi thì hầu hết là các bạn sẽ bấm điện thoại và không hay trao đổi giao tiếp với nhau. Cái việc mà thu điện thoại thì giúp bọn em là tạo sự gắn kết, gần gũi với nhau hơn. Bọn em cảm thấy là bọn em tập trung hơn trong giờ học. Trong giờ ra chơi thì bọn em cũng có những nhiều cái hoạt động ngoại khóa hơn, như là bọn em chơi nhiều các hoạt động thể thao hơn và nói chuyện, đọc sách nhiều hơn. Các con lại trao đổi với nhau nhiều hơn, và chính cái quá trình trao đổi đấy các con lại học được nhiều hơn là việc các con chỉ tìm kiếm những cái thông tin ở trên mạng. Hơn nữa thì không chỉ trong giờ học đâu mà kể cả trong các giờ nghỉ thì chúng tôi cũng thấy là các con đã tích cực giao lưu với nhau hơn, hiểu nhau hơn. Khi mà dùng điện thoại nhiều quá thì học sinh chỉ tập trung với cái điện thoại thôi, là tương tác với cái điện thoại. Thậm chí là học sinh mà chơi game chẳng hạn ấy thì hóa thân vào các cái nhân vật trong game, mà tôi thấy là cái việc đó là cái việc mà hoàn toàn là không nên. Và các con nên định hướng, đang cái tuổi hình thành nhân cách thì tôi muốn các con sẽ định hướng nhiều hơn, tương tác nhiều hơn. Năm 2023, nghiên cứu của UNESCO ở 14 quốc gia cho thấy điện thoại thông minh khiến học sinh mất tập trung vào việc học. Một nghiên cứu khác chỉ ra rằng học sinh có thể mất tới 20 phút để tập trung lại vào những gì đang học sau khi bị phân tâm vì sử dụng thiết bị này. Vì thế, khi cấm học sinh dùng điện thoại ở trong lớp hay cả giờ ra chơi, chất lượng giáo dục được cải thiện rõ rệt.